Ok, và hello tất cả mọi người nhá. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ bắt đầu chơi một cái con game mới nhá. Thì cái con game này có tên là Murder Soul Suspect. Nghĩa là Murder là kẻ giết người bị tình nghi á. Kiểu như là game thám tử nhưng mà nó đề là kinh dị, cho nên mình cũng không có biết là thể loại này như thế nào, cho nên là mình cũng sẽ chơi luôn nhé. Và trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nhé. Và mình mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, bấm vào đăng ký nha. Ok. Authorities are asking anyone with any leads to contact the SPD's anonymous tip line. The police have yet to attach any meaning or significance to it. Has become synonymous with the hysteria surrounding this murder. Saying there are no leads? No leads at all? Ok, thì cái đám vừa nãy là hình như là đám phóng viên, sao nó nói về những vụ án gần đây, những kẻ giết người hàng loạt và những thứ mà cảnh sát không bao giờ tìm ra được. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? That kid stole my wallet. Ok, thằng nhân vật của mình có tên là Roland. Vậy cha mẹ nó có chuyện gì sao ấy, cho nên nó trở thành một kẻ tội phạm và bắt đầu xâm mình đó. Đánh nhau, thậm chí đánh nhau với những kẻ lớn hơn bị bắt vì tội bạo lực và càng ngày càng nhiều hình xăm. Let me take it. Ok, và anh ấy bắt đầu viết yêu thương. Sau đó anh ấy còn được nhận vô trường cảnh sát nữa và lấy được vợ. No, Julia. Stay with me, you hear me? Julia. Thì vợ anh ấy là bị sát nhân giết chết, từ một bông hoa hồng mà đổi thành màu đen. Sau đó mấy cái cảnh sát khác thì ghét cái anh này, do bởi vì sao? Cảnh sát mà xâm mình là ấy à, cảnh sát mà có xâm mình là bị kỳ thị. Và bắt đầu là điều tra về cái kẻ mà đã giết vợ mình. Xăm bít lưng luôn. Không phải bít lưng nữa mà bít người luôn, tay rồi. Còn cái phần cổ thôi, còn phần cổ là vẫn còn ấy. Chứ hình như là cơ thể là xăm bít hết rồi. Ok, sử dụng những nút này để di chuyển. Té, hình như là bị té từ trên tầng 3 xuống rồi. E để mở hả? Damn it. Không mở được, bị khóa rồi. The knob ain't even moving, it's stuck. Thứ này phải bị kẹt rồi. Watch it, lady. Ở tại sao bà già lại đóng cửa? No. No. À. No, no. Thì ra là bị xuất hồn. Ơi.
nó mình bị sốc hồn. Ok, sợ đó. À, cơ thể còn sống nhưng mà bị sốc hồn ra ngoài. Thì có một cách để sửa chữa được là trở về cơ thể. Wow. Phải game giả lập chơi ấy hả? Wow. Cũng khá là ấy hả? Ok, được rồi. Ủa sao khó vậy? Come on. Someone had to hear that glass shatter. Oh. Ôi, linh hồn thì sao cầm được súng? Wow 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 wow. Nó bắn vậy là cơ thể chết, là tức là linh hồn nó cũng sẽ hóa thành một cái dạng ấy rồi. Wow. Một viên thôi là chết rồi mà nó bắn. Bay gì? 7 viên. Tổng thể là nó bắn mình 7 viên nhưng mà tại sao lại ở bên phải? Ở bên phải thì chết à? Thường là tim nằm ở bên trái mà tại sao lại nó bắn 7 phát ở bên phải là chết. Get back. Get back here. Linh hồn mà sau khi cơ thể chết thì nó không còn tươi đẹp nữa, và nó bắt đầu nó nhạt dần. Ronan. Kìa, mình phải tới cái chỗ ánh sáng này. Mình được lên thiên đàng rồi à. À, con vợ, con vợ. I can't believe it. I can't believe I found you. Nó không tin được là nó đã tìm thấy mình. Julia. I'd never see you again. You look wow. Đầu game nhân vật chính đã chết. You look better. God, I've missed you. I would give anything to be there with you. For us to be together again. But what? Mình vẫn chưa thể mà bên nó được. No, not again, not you. If you're not here, where are you? It's the other side of the bridge. Nó ở bên kia của cây cầu. Và mình là một tù nhân, kiểu như là bị oan hồn vậy. Oan hồn thì không có thể bị được giải thoát. Kiểu như là nó có nhiều chất chứa quá cho nên là nó bị giam giữ lại. Còn con vợ nó thì ổn, có thể chết ngày nào cũng được, cho nên là con vợ nó qua được. Giờ cái phần mà tâm linh thì cũng hơi khó giải thích, cho nên là mình nghĩ như vậy thôi, chứ mình cũng chẳng biết chắc nữa. Julia. Thì nó nói mình là phải cố gắng giải thoát cho bản thân. Hello. There's a man in the street outside the Regal Apartments bleeding. He's been shot. Send an ambulance. He's not breathing. My friend says he's not breathing. I can't feel a pulse. There's broken glass everywhere and a lot of blood. This is bad. Okay, mấy đứa này nó gọi cho cảnh sát với lại xe cứu thương tới rồi. Mà dù sao mình cũng chết rồi. Hey man, can you hear me? Này anh, có nghe được tôi không? Lady, please. Cô gái, làm ơn. Tiếc là anh là một linh hồn, chẳng ai nghe được anh cả. Damn it.
Ủa? Hey, you. Hey, can you hear me? Come back. Có một nhỏ con gái chết nữa. Wow. Wow, không cần mở cửa. Wow. Trời ơi, nói chuyện tí nào. Hey, why did you run? It gets old. Tại sao em lại chạy? Giving counsel to the new ones. Don't take it personal. Nó kêu là nó là đã già rồi, kiểu như là linh hồn già rồi. Còn thằng này là linh hồn mới. This place isn't hard to understand. Figure out your gifts. Nó nói là cái nơi này rất là khó để hiểu. Ok, thì mình có hai lựa chọn hỏi đấy. What do you want to know? What do you mean gifts? Thế thì cái món quà là gì? Are stronger in death. They become powers here. Some powers unique, some common. Possession, influencing people. Ok thì nó nói là mình có fragile of ghostly objects to appear. Rất là mạnh sau khi chết. Strengths become abilities. I thought you had some questions for me. Ok, hỏi nó là don't be shy. Ok, hỏi nó câu này đi. Who are you? Looks like you've been here a while. Me? I'm just someone like you. But hear me when I say this. Nó nói là nó cũng là một linh hồn giống như mình. You can rob yourself of your future or others can do it for you. Ok, thì nó có thể nó nói là mình có thể giải thoát cho mình ở trong tương lai, hoặc là trong tương lai cũng sẽ có những người khác giải thoát hộ cho mình. Giờ nó hỏi gọi là order là những ai? What do you mean others can steal my future? Demons. They were once like us but lost themselves. Ok, nó nói về một cái loại gọi là quỷ. Nó cũng như là một linh hồn nhưng mà nó đã bị mất đi sự kiểm soát của bản thân. Ok, mình hỏi hết luôn cũng được ha. Door just hit me, but I'm passing through other stuff. What is it with this place? I thought I'd be able to walk through everything. We can't enter the buildings the people of Salem have consecrated. Save through an opening. An open drawer or a window. But once inside, walls and doors hold no power over us. You'll know the ghostly objects we can't pass through by their blue glow. It will all seem logical in due time. I'm sorry, I don't understand what you're talking about. How could I rob my own future? Ok, thì mình đang hỏi là làm sao để cứu được tương lai của mình. You don't leave. Don't worry, that's pretty common. Common? That's crazy. Ok, mình có thêm manh mối mới. So, I need to figure out who killed me and stop him. That's the way I can get out of here. Vậy là mình phải điều tra xem cái thằng nào mà đã giết mình. Và mình có thể thoát khỏi đây. Con nhỏ nó đi rồi. Wow. Cái gì vậy? Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. Weird. Ok, có thể mấy cái đó được gọi là quỷ. Demon. Demon. Ok, mình có thêm một cái đầu mối mới. Hay thiệt. Những cái mà thực thể thì mình có thể đi xuyên qua được. Còn những cái mà kiểu như có linh hồn thì là mình không có đi xuyên qua được. Vậy chắc là mình còn phải quay lại.
Ok, quay lại cái thành phố thôi. Tao tao là thị trấn chứ. Tao là thị trấn. Seeing your own body lying on the street. It's like looking in a mirror you don't want to see but can't turn away from. And that's when you realize you no longer know which one's real and which is the reflection. Ok, bây giờ cảnh sát tới rồi và bắt đầu điều tra. Đây cái thằng này, cái thằng nãy nó ghét mình rồi. Yeah, great idea, Baxter. Tamper with the evidence. Backup. Who needs backup? Hỗ trợ, ai cần hỗ trợ? You shouldn't have tried to be one of us. Ồ, kiểu như là thằng này man, nó kiểu thích lời đi chiến độc mã vậy. Đối phương độc mã là có mình nó đi điều tra thôi. Sir. Hey, Baxter, hey. Hey. Just get back taking them statements. Come on. Yeah. I'm the stupid one. Look, this is not your scene, Lieutenant. Just pay your respects and move on, please. Yeah. Maybe it's not my scene. But it is my case. Tomorrow it'll be my case. And the next day. Until we catch him. You do well to remember that, Sergeant. Look, I'm just following Captain's orders here. You know the procedure when a family member is... Ok, thằng này có thể là anh trai của mình hoặc là anh rể. I lost count of the times I wished you were dead. You do me a favor, Codman. Tell Julie I miss her. Ok, vậy là anh rể rồi. She knows, Rex. She knows. I need to find my killer's trail. Thì thằng này có thể là nó mồ côi, nó trở thành tội phạm. Ok, mình có nhiệm vụ mới là điều tra những cái thứ xung quanh ở đây. Tìm manh mối xem có cái gì đó không. Có một nhân chứng thấy là kẻ giết mình. It'd be nice to know what they're talking about. I gotta see if I found any leads that I don't already know about. Clues here have gotta tell me something. Okay. Overkill. Đã chết. Cái số 5 này là đạn. Bị giết. Cái kẻ giết người mà giết mình bằng đạn của mình rồi. Mảnh kiến vỡ và đây là cái khẩu súng của mình. Điếu thuốc. Điếu thuốc cuối cùng. Ok, mình có thể mình có thể nhập vô những thằng này à. Đọc trí nhớ. Ok, con nhỏ phóng viên nó nói là tại sao nó lại ở đây. Thật sự mày là phóng viên thì công việc của mày là phải làm rồi. Đọc suy nghĩ của mấy anh này. Yeah. Crazy. Ronan, unbelievable. I don't get it. What was he even doing here? Asking for it. A witness called in saying he saw the bell killer enter a building. Ok, cái thằng đó được biệt danh là The Bell Killer. Next thing you know, the Bell Killer tried to see if he could make him sprout angel wings. And then bam, 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 bam. Seven to the chest. Point blank. You really have no idea when to quit, do you, Baxter?
Ok, thì có thể là cái thằng da trắng nó đang sợ về cái thằng mà sát nhân đó, cho nên nó kêu là mình là một kẻ điên rồ khi mà đối đầu một một. Dickhead à? Ok, chắc là mình phải qua đây mình đọc suy nghĩ của mấy đứa này. Đọc suy nghĩ của nhỏ này thì đúng hơn. À, mình có thể truyền cho nó được. Mình có thể truyền cho nó bằng mấy cái này nữa. Yeah. Yeah, I saw it. That man in the hood. Outside. Looking up at the top apartment on the fourth floor, I think. Giờ mình có thể truyền được cho nó cũng hay. Truyền cái ý nghĩ của người khác vô cho nó. Okay. Be patient. She's upset. She's not used to dealing with scenes like this. Còn mấy thằng này lại không có thông tin quan trọng. Chắc là mình sẽ nhập vô này. Mình nghĩ thằng này thông tin của này nó quan trọng hơn. Đấy. Ok. Thì còn cái này nữa. Quá là nhiều manh mối đi ha. The killer wouldn't come back to the scene. Ok, còn hai đứa mà nó gọi cho cảnh sát nữa. Glad I wasn't here when it was happening. I tell people and it's like they think I'm in some movie. Mấy đứa này không có thông tin gì quan trọng hết. Looks like the boys are doing everything we can do. The killer came here for a reason. Cái kẻ sát nhân đến đây với một lý do. Nhưng mà là cái gì cơ? The apartment up there must have some clues. So that's my way in. It's closed. Fantastic. Ok, chỉ có một đường để vào nhà thôi. I just need to follow Stuart into the building. Ủa, có một cái con nhỏ hồn ma đi ra giải chuyện. Excuse me. Do I need to wait for someone to open a door every time I want to go inside? Yeah, any buildings that were consecrated can be a bit tricky getting into, but once you're inside, it's smooth sailing. Same okay. Goes for getting out. Open doors, windows, whatever. It's all fair game. How many buildings are like this? Around here, pretty much all of them. Don't worry, you'll get the hang of it. Ok, thì những căn nhà này đặc biệt là khi mà phải có người mở cửa thì mình mới có thể đi vô được. Cửa sổ hay là bất cứ cái gì để vô nhà phải có người mở. Còn không mở thì mình sẽ bị chặn ở ngoài. Anh này mở rồi, về mình sẽ vô nhà. Ok. Cái gì ở trong góc tường vậy? Nãy mình thấy một cái bóng đen đen nó giật. Ok, và chắc là video này cũng dừng tại đây thôi nhá. Thì bạn nào thấy hay cứ để lại một like và share sẽ giúp mình rất là nhiều ấy. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký nha. Một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Các bạn cứ đăng ký giúp mình đi. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.